Em chào các bác nhé, đã trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Hôm nay em xin review cho các bác xem một con máy là T366 U2C. Bác ha, đây, em xin review các bác xem ha. Sơn chi nguyên bản nguyên chất hết bác ha. U2C nhé. Các con ốc ten si si vẫn còn hết đâu bác ha. Thì em sẽ đi một vòng nữa bác xem ha. Đây là phần két nước nhá. Đây là phần két nước này. Phần này, đây là mặt trong của máy này. Máy nói chung là khô ráo đẹp hết bác ha. Của bộ cũng còn rất là đẹp. Đấy. Thì nội dung em sẽ soi cho bác xem ha. Bác ở xa có thể đánh giá được con máy. Con này vòng tua là 2950 vòng phút cho các bác. 10.3 kW đây. Là 10 hình như là 17 ngựa, 16 ngựa gì 17 ngựa gì các bác ha. Đấy thì TN 3TN 666 nhá. 2UC. À, cái dòng dung sức của nó là 0.658 lít, còn dưới là số seri. Đấy thì em sẽ quay kỹ cho các bác xem, các bác thông cảm tại em quay chậm chậm cho các bác nhìn nó rõ hơn. Còn quay nhanh quá thì nó sẽ đi, nó bị mờ hình. Đấy. Đấy. Đây là két nước các bác ha. Két nước. Két nước này còn rất là đẹp đó ha. Anh Điểm ơi, cho chạy giùm em cái. Thì ở đây á, nó có một con bơm bằng điện nhé các bác. Thì con bơm này á, là nó xài điện 12V. Thì em đấu đấu ở đây nhá.
Đấy, em đấu đỡ điện là 12V đây này. Đây. Đấy. Tại đời mới ấy, thì nó sẽ đấu bằng van điện nhé. Sau đầu mới đề máy bên này. Đấy. Quá ngon, quá đẹp quá ha. Con này là nước nôi là con khoảng 3. Máy thì mình test nổ cho các bác là các bác xem như thế này. Tại vì cái thứ nhất là máy móc mình nước trong là còn zin nguyên bản nhá. Đấy. À, đây để mình mở ra kiểm tra đổ hơi cho các bác. Tắt máy thì các bác rút cái van điện ra nhé. Rồi. Anh ơi, tắt máy được rồi. Tắt máy đi em. Tắt máy đi. À, rút van điện ra là tắt máy mà. Mở két nước ra nhá. Nước nó sẽ hết. Đây là cái nước cũ của nó, còn cái màu xanh. Đấy, đây đây. Nước không ok quá ha. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu máy này thì liên hệ em 0938 312 207. Thì cũng rất lâu rồi mới có con máy mà ngon nghẻ như thế này nhé. Nhìn nó óng ánh nhá, chứ không phải là đó, máy này là gần như là không có miếng sơn nào bị chóc các bác ha. Đó, nhìn nó óng ánh rất đẹp đấy. Còn rất đẹp thôi, chất ha. Quá đẹp quá ha. Anh xả nước đi à? Để anh em ở nhà cái bình cho đổ được. Đâu chạy nữa đâu. Xả nước màu xanh à? Ủa nghe. Cái còn ở chút đỉnh á. Rồi, em cảm ơn các bác đã quan tâm tới video của em. Nếu mà thấy hay thì đăng ký kênh giúp em nhé. Và like giúp em. Rồi bấm nút chuông để theo dõi những đơn hàng trực tiếp về các bác ha. Các bác share cho em lên Facebook hoặc Zalo giúp em chia sẻ. Để em cảm ơn. Con này là Zangma T3N66 2UC nha các bác. Trắng phao hả? Đẹp không? Nghĩa là bình ở trong là rất đẹp ha. Két nước rất đẹp ha. Sáng là trong veo quá. Rồi, em cảm ơn các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác vào ngày mai. Em cảm ơn các bác.